xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Ok mọi người ơi, hiện tại là mình đang ở dưới quê và hôm nay mình sẽ có một cái thử thách cho bố già với lại một thằng nhóc mập mập với lại bé Ly nha mọi người. Thì ở đây mình đã có chuẩn bị. Ở đây mình có chuẩn bị ba cái dĩa mì cay. Đó, ở đây là thằng nhóc mập mập. Để mình review thằng cu đen này cho mọi người xem nha. Năm nay bao nhiêu tuổi? 9 tuổi. Học lớp mấy? Lớp 3. Gì hả, tên gì? Nguyễn Hành Bi. Chào các bạn, mình là gửi kênh Yahoo nè. Hôm nay mình sẽ chơi thử thách với thằng cu đen và bác hai mình nha. Hello các bạn, giờ tôi ăn mì nha các bạn ơi. Ăn mì cay ngon lắm các bạn, có tôm các bạn ơi, cơm xích luôn. Ok mọi người ơi, thì ở ngoài sau mình đã chuẩn bị ba gói mì và có ba thanh niên đang ngồi đợi để mà lấy 100k. Thì bây giờ mình sẽ bấm giờ tại vì ăn. Trời đất ơi, cái mặt của mày thấy ghê luôn á, tao nói thiệt á. Cái mặt của mày tao nhìn. Thử thách là phải có thời gian ăn trong vòng 3 phút. Nếu mà ai ăn hết một cái dĩa mì này trong vòng 3 phút mà nhanh nhất người đầu tiên ăn hết sẽ được 100k như thế này nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ để 100k lên đây. Đó, mỗi người một đôi đũa. Đây mỗi người một đôi đũa. Một đôi đũa. Một đôi. Rồi. Chưa, từ từ, gì mà ham muốn vậy. Trước khi chơi thì phải bấm giờ rồi ngồi xuống đi. Ba thanh niên này có cảm nhận gì trước khi ăn, ai sẽ là người chiến thắng đây? Xin mời các bạn ăn mì các bạn ơi. Bây giờ ăn đi. Tôi là sao? Chưa. Nếu mày mà không hết thì em nhường tiền lại cho anh Sang nha. Ghê vậy. Con có nghĩ con là người chiến thắng không? Con phải là người chiến thắng để gặp anh Yahoo đi chơi với anh Yahoo nữa. Nắng đi chơi với em Ly. Tao đạp cái đầu của mày á Bi. Chơi với tao, tao đạp mày xuống hố cái vườn. Bây giờ mình sẽ review cái dĩa mì này cho mọi người xem nha. Mỗi dĩa sẽ có một cái trứng, vài cọng rau găm ăn cho đỡ ngán, với lại một con tôm càng xanh, một cây xúc xích, với lại một gói mì cay. Thì cái này ăn trong vòng 3 phút nha mọi người. Phải gọi là thử thách nên nó hơi khó. Chứ gói mì này bình thường mình ăn khá là lâu luôn á, tại nó hơi cay. Chưa, đừng có gấp gáp nha. Chừng nào đếm 1, 2, 3 bắt đầu rồi mới ăn nha. Tôi chết. Lấy một 100k này mới xài được. Bạn cứ tin tôi. Cái này là chuyện nhỏ của tôi không à, cứ ăn được hết trơn à. Tôm gừng xanh ăn dây rồi chứ không phút nữa. Ha ha, dĩa mì này mình sẽ chiến thắng lấy 100.000 đi chơi với anh Yahoo. Cái trứng này mình ăn trong vòng 1 giây thôi. Các bạn hãy tin mình sẽ lấy 100k nha. Mình sẽ ăn hết dĩa mì này và lấy 100k. Mình sẽ chiến thắng. Bạn hãy tin mình chiến thắng. Từ từ nha, mọi người, mọi thí sinh hãy chuẩn bị tinh thần nha. Một, chưa mới có một. 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 Hai. Ba, bắt đầu. Phải ăn hết con tôm luôn chứ, trong dĩa mì có gì là ăn hết cái đó. Ủa rồi 30 giây để chơi qua, tới 3 phút là dán lên Ly ơi vậy. Ăn ngấu nghiến luôn, chơi cái giường đó. Nguyễn Hành Bi ăn nhanh Ly Bi, thằng đi học cưng. Trời ơi, nhìn nó đã vậy. Ăn ngấu nghiến. Bỏ rồi. Nhìn nước mặt quá. Ừ mẹ đó, mày con bôi đi. Bôi. Em gian bối luôn. Nhìn đi. Thấy bố già gì lớn tuổi chứ thôi, chứ ăn chậm kỳ vậy các bạn ơi. Ăn quên luôn. Ăn chậm lắm. Trời hết rồi, trời ơi. Ăn mi, mi nhanh đi. Cố lên. 1 phút 19 giây đã trôi qua. Xem ai sẽ là người chiến thắng đây. Trời ơi, rồi ai sẽ là người chiến thắng? Ai sẽ là người chiến thắng đây? Chết bà, sớm quá tốt, chết chạy thôi anh Đại ơi.
cay quá. Nhanh lên, ăn nhanh lên lấy 100k. Được ăn nước không? Gọi con thua quá. Được nước không? Cha vợ bố vợ hắn rồi không? Ăn tôm cho đỡ cay. Trời. Mình hứa rồi. Chén thì cho như không. Giật luôn khỏi hắn gì hết trơn. Ông bố vợ này hồi tao ăn hồi càng hồi. Thôi mà ông hắn mình mà cạo râu cái mình đó. Nói không hết. Phải ăn hết vậy, phải ăn đồ ăn hết nha. Trên cái dĩa có gì phải ăn hết á. Trời đất ơi, ăn ngấu nghiến, ăn hèm hồn luôn. Cái này cũng đứt ruột mấy ngày chưa được ăn. Má ơi. Ăn ngon quá mà. Vậy được ha, ăn vậy được. Hết chân rồi trời. À. Cố lên không sao đâu, đừng nản, ăn nhanh đi. Cao quá đây. Ba hắn rồi. Ăn hết đi hái. Mình mua mình bỏ cuộc để mình kêu anh Gia Hô Ba mình trồng trà sữa này. Mày ăn đi đi, mày ăn giết đi đi chế Linda kìa con. Linda đợi mà chút nha. Mấy phút rồi. Ăn đi. Trời ơi mình ăn. Trời ơi ăn rồi nó mì nè không cay. Trời ơi mình sẽ ăn con tôm nè. Mì mày cắt độ 7 cây thiệt. Cay như không muốn gì á. Con nào, tôm thì nó gạch. Ngon gạch quá. Mà cơm mình ngon. Thôi mình bỏ cột. Là không ăn mày. Ăn chứ là nướng kìa. Cặn lên ăn. Ngon quá. Đi. Trời đất ơi, cái đầu tôm nó ngon. Ăn cậy quá. Rồi, mình hút 30 giây luôn á. Trời giống mày. Giống mày giống cây ai ngồi lâu cấp rồi. Thang. Nào lắm. 3 phút. Thang. Thang. Anh Trang nói cấp thôi, đừng có hồng. Anh Trang nói cấp. 5 phút mới được. Thử hết là ăn cho dùm 5 phút. Linda mới địch nè các bạn. Có đó. Cậy quá. Năm phút được chứ ba phút được sao thắng. Ông muốn ăn tiền tôi hả? Ba phút được sao thắng. Vậy mới gọi là hứa hách. Đúng rồi. Ừ, cái đầu tôm nó ngon. Có miếng nước này hết trơn rồi. Cảm giác khi ăn thịt gai như thế nào? Cay. Nó làm sao? Cay cay nồng nó. Cay nồng. Cay nồng nóng. Còn sao? Xong rồi, ai cũng hứa chứ. Bao chiến thắng này lăn hết trơn rồi chứ. Chiến thắng, đã lốn giờ mà chiến thắng. Cà 5 phút, cà 3 phút, ăn chậm. Ăn được cho lẹ được. Cà lò ruột luôn á. Nghĩ sao rồi, nghĩ sao mà 5 phút rồi, 5 phút ai không thắng được 3 phút. Vô con kiếm nước rồi uống ha. Linh đa ăn lò ruột. Trời đất ơi, cái dĩa mì cay này mày ăn trong vòng 3 phút ăn không hết. Đúng là gà mà. Mình không có thử thách ăn hơn đâu nha, mình chỉ ăn thử thôi. Má ơi, nó ngon. Mì nấu nhuyễn chà. Ngon á. Nó hơi cay. Trời, tưởng đâu bằng dây ăn được. Cho bỏ ruột luôn. Nó rẻ. Bóng này nó rẻ. Ăn ngoài vườn á nó cực kỳ mát luôn á. Cay thiệt. Cay thiệt. Cay quá. Ăn chảy mồ hôi luôn. Cay. Mình ăn được xong rồi. Bây giờ mình sẽ review cái khu vườn cho mọi người xem nha.